Thì Thu đã từng nói lúc mà ngồi nhập thất ra có nói, hôm nay cũng nhắc lại, họ thi cũng vẫn tiếp tục sàng lọc cho tới ngày Đức Thầy xuất hiện. Cha, hồi sáng Thu nói chuyện với cha, cha cũng nói là tất cả phải giữ lòng tin với Đức Thầy, với cha là Thượng Đế, Đức Thầy là Đức Huỳnh Phú Sổ, và phải tin Minh Dương là sư phụ. Phải vững lòng tin, ai nói kiểu nào thì cũng phải vững lòng tin. Đó là lời của mấy vị vừa mới nhắc. Mình chỉ nhắm cái đó thôi. Còn những cái gì, cái thế gian này nó ghê lắm. Nếu không, Cộng sản nó không có thể gạt được cả thế giới cả trăm năm nay đâu. Vì chúng ta không có bi chí dũng. Nếu chúng ta có bi chí dũng, ngày xưa cuốn sách Các Mác Lênin á, nó dục thùng rác ngày đầu tiên khi người ta nhận dạng ra nó rồi, thì nó mới lan tràn tới ngày hôm nay, tai hại cả hàng trăm năm là vậy. Cha mẹ cũng thường nhắc nhở. Mới sáng cho hộ gặp nói chuyện với cha, nói chuyện với mẹ, mẹ cũng nhắc con xuống trần đạt được mục đích. Cái Thiên Long Sơn này nó đã nói lên tiếng nói riêng của nó rồi, con đã thành công cái này rồi, sau này con không có thời gian để nghĩ về nó nữa. Hôm nay con cũng đã làm xong một nhiệm vụ mà gần mấy tháng trước mấy chị dì đã giao phó, đó là thanh lọc họ Thiên để mà chọn lại những đứa hiền tài, để mà sau khi sư phụ không còn giờ giấc về cái núi này nữa, thì những đứa họ Thiên đó là những đứa là chủ tiếp quản cái núi này. Cái núi này hiện bây giờ trên giấy tờ của Khao Đi nó có, ai mà làm trong Khao Đi làm ơn coi. Nó là Thiên Tâm LLC làm chủ 500 mảnh đất này. Thiên Tâm Religion hợp thức hóa ở Mỹ, chỉ không có hợp thức hóa bên Việt Cộng thôi. Không có nghĩa là đạo này là không có hợp thức hóa, nhưng luật pháp của Mỹ có non-for-office, sư phụ đóng thuế hàng năm, hợp thức hóa của Mỹ đàng hoàng. Có cuốn kinh ở trong cái kho của Mỹ, và có hình tượng cha mẹ, là một cái đạo riêng, Mỹ hợp thức hóa, nên nhớ rõ. Và Thiên Tâm Religion occupy cái dãy núi này 100 năm. Và option to renew $1 for 100 years. Thì có nghĩa là cái gì? Sư phụ nói rõ, để lên trên khao đi mà coi. Có nghĩa là cái núi này tặng cho cộng đồng năm forever, mãi mãi đó. Họ Ngô, con của sư phụ, có cái hãng tài sản sư phụ ngoài kia 1 tỷ đô. Tụi nó không có cần cái núi này. Nên nhớ những lời sư phụ nói, lời đây là